Tóm tắt nhanh phần trước, Sherlock nhận được lời thách thức của Moriarty, hắn gài bom vào những con tin rồi bắt họ cung cấp đầu mối một vụ án cho Sherlock, bắt anh phải giải mã chúng trong thời gian nhất định để cứu con tin. Ở vụ án cuối cùng, Sherlock đã gặp mặt Moriarty, kẻ tự nhận là cố vấn tội phạm, nhưng lần này con tin lại chính là bác sĩ Watson, thậm chí Moriarty còn bố trí cả lính bắn tỉa. Đối mặt với cơ hội đổi mạng với tên trùm thế giới tội phạm, liệu Sherlock có quyết định nổ súng? Trong giây phút khán giả hồi hộp chờ đợi từ mùa 1, người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa nhạc chuông reo Moriarty vừa nhận được một cú điện thoại khiến cho thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi Moriarty hết hứng thú vờn Sherlock và bỏ đi chủ nhân cuộc điện thoại vừa rồi là ai chỉ biết cô ta có bờ mông gợi cảm mà chắc chắn là editor phải che mờ thế là câu chuyện với Moriarty tạm thời chấm dứt ở đây Sherlock lại quay về với những ngày nhàm chán tiếp những vị khách nhàm chán kiểu chồng tôi ở văn phòng quá lâu vợ tôi đi chợ nhiều hơn 5 phút cho cốt của bà gì tôi bị cháo Lestrade cũng tìm đến với một vụ án một hành khách đáng nhẽ ra phải có mặt trên một tai nạn máy bay lại bất ngờ xuất hiện trên một chiếc xe cách đó hàng ngàn cây số kỳ lạ là người này có đủ bằng chứng chứng tỏ đã lên máy bay như hộ chiếu đã đóng dấu vụ án này vẫn là một bí ẩn tất cả những điều đó được bác sĩ watson viết hết lên blog biến tay thám tử ở số 221 phố baker trở thành hiện tượng mạng leo trăng nhất mọi loại báo mà không cần phải phát ngôn dậy đời nhưng chính lúc này một kế hoạch nhắm vào anh được bắt đầu sherlock không hề biết mà vẫn đang chìm trong những vụ án nhàm chán bỗng một tay béo mập đến với một câu chuyện kỳ lạ vài tiếng trước ông ta đang kẹt trong chiếc xe hỏng giữa đồng không phía xa xa có một kẻ ngẩng đầu nhìn lên trời trông có vẻ là không nhờ vả được gì ông đành quay lại cố khởi động chiếc xe lần này thì ông bô nổ cái đùng ngay sau đó người đàn ông mặc áo khoác đỏ cũng ngã xuống đầu anh ta đã gối lên một vũng máu watson lập tức đến hiện trường vụ án gặp đội cảnh sát để tiến hành điều tra còn sherlock thì khoác khăn tắm ngồi nhà phá án online vụ án quá đơn giản với anh để mà phải ra ngoài chỉ cần nhìn sơ qua hiện trường cũng nhận ra hung thủ là ai nhưng chưa kịp giải thích cho cảnh sát thì có hai tên mặc vest xông vào nhà lịch sự mà bạo lực bắt anh mặc quần áo đi gặp khách hàng nhìn bộ vest đắt tiền độ gọn gàng của móng tay mái tóc và đôi giày sạch sẽ của người làm trong nhà vị trí và màu khác nhau của đống lông chó bám chân quần sherlock biết ngay nơi cần đến chính là cung điện buckingham người đón tiếp lần này là mycroft ông này là anh trai của sherlock nếu bạn đã quên cùng với đó là một ông trông là biết người triều đình khách hàng chính xác là một người trong hoàng gia lỡ sử dụng dịch vụ roi da nến chảy của irene adler hay còn gọi là the woman trong cơn mê man đã có vài bức ảnh không đứng đắn lắm ra đời thế nên nhiệm vụ của sherlock là tìm đến irene và lấy lại những bức ảnh cơ mà cô ta đã biết được chuyện này và cất công chuẩn bị đón tiếp anh sherlock mất công đập nhau với bác sĩ watson để giả vờ bị tấn công để vào được nhà của irene chủ nhà thì rất nhiệt tình ra đón mà không che giấu gì cả vừa làm bối bố rối tay thám tử vừa phế đi cái tải khai thác thông tin qua áo quần của anh irene trực tiếp vạch trần sherlock rồi tò mò hỏi về vụ án của tay béo ị sherlock đưa cô chiếc áo khoác ngoài cho đỡ mất tập trung rồi đổi bác sĩ watson ra ngoài anh bắt đầu câu giờ bằng cách dựng lại vụ án đầu ngày bắt irene tự tìm ra câu trả lời watson bên ngoài hiểu ý kích hoạt hệ thống báo cháy trong những trường hợp hiểm nguy phụ nữ sẽ chú ý đến cái có giá trị nhất và irene thì hướng mắt về phía chiếc gương đằng sau nó là một chiếc kết sắt với mặt mã sáu số irene lấy lại bình tĩnh bảo là đã cho Sherlock mật mã từ đầu nhưng một nhóm vũ trang bỗng ập vào không chế tất cả mọi người tên cầm đầu nói bằng giọng mỹ yêu cầu Sherlock mở két nếu không thì Watson ăn đậu vào đàn dưới áp lực sinh tử Sherlock đoán ra được mật mã chính là số đo ba vòng của Irene anh từ từ vặn mở két sắt và nghe thấy một âm thanh lạ Sherlock biết ngay nó là tiếng gì và cúi vội xuống né cái bẫy súng trong két rồi tận dụng sự bất ngờ để hạ gục lũ khủng bố đồng thời nhanh tay lấy thứ trong két sắt đấy là một chiếc điện thoại với mật mã bốn ký tự Irene muốn đòi lại đồ vì đấy là thứ bảo vệ tính mạng cô tất nhiên là Sherlock không trả. Arin mới bày kế đánh thuốc mê anh, rồi dùng roi da mân mê khuôn mặt Sherlock để anh nhớ kỹ người đàn bà đã đánh bại mình. Trong cơn mê man, anh nghe thấy tiếng Arin giải thích vụ án đầu ngày. Thanh niên áo đỏ đã quay đầu lại vì nghe tiếng ống bô nổ. Thế nên là chiếc boomerang mà anh ta ném đi đã quay trở lại, đập vào gáy anh ta và khiến anh ta tử vong. Vụ án chỉ đơn giản là một tai nạn ngớ ngẩn. Irene sau đó còn đột nhập vào căn hộ 221B của Sherlock, trả lại chiếc áo khoác và thay đổi thông báo tin nhắn của anh thành tiếng riêng cực nắng. Thất bại của ông em là Mycroft bực bội nhưng sherlock vặn lại irene phải giữ gì đó thì bọn mỹ mới đến tìm như thế cơ mà mycroft quyết định không tìm irene nữa thời gian trôi qua giáng sinh đã đến irene gửi một món quà đến cho sherlock bên trong là chiếc điện thoại sinh mạng của cô sherlock lập tức gọi điện cho mycroft xác nhận rằng irene đã chết thậm chí là tìm được cả thi thể tại sao sherlock lại biết điều đó bởi vì irene từng nói rằng sinh mạng của cô phụ thuộc vào chiếc điện thoại mà cô đã chọn từ bỏ nó đồng nghĩa với cô đã chết. Mycroft muốn lấy chiếc điện thoại nhưng Sherlock với một tình cảm đặc biệt dành cho Irene đã lựa chọn giữ lại. Những ngày tháng sau đó, Sherlock chìm vào âm nhạc, bỏ cả ăn uống, điều duy nhất anh để tâm là tìm ra mật khẩu của điện thoại. Một ngày, thư ký của Mycroft đến tìm Watson, đưa anh đến một khu xưởng đang xây dựng, nhưng người tìm đến anh không phải là Mycroft mà lại chính là Irene. Bất ngờ chưa, cô ta cần lấy lại cái điện thoại Nhưng mà Watson thì cáu và lờ Vì đã phải chịu đựng Sherlock suốt thời gian vừa qua Chỉ vì cô nàng chơi trò biến mất Bất ngờ hơn nữa là Sherlock bám theo Watson Thế là mọi chuyện chuyển sang vị ngôn tình cầu huyết Sherlock lao đao đi về nhà nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra cửa bị cậy giữa tầng một có một hộp đồ vệ sinh mà bà Hudson không bao giờ để đó đường lên cầu thang thì có vệt giày của một kẻ kéo lê vật nặng và một vết móng tay cào bật dây dán tường gần đó chắc chắn là bà Hudson đang gặp nguy hiểm mà kẻ đột nhập lại chính là bọn Mỹ cầm súng lúc trước chúng thậm chí động tay động chân với cả bà chủ nhà Sherlock yêu cầu nói chuyện một mình với tên cầm đầu đuổi bọn Lola đi xa khỏi nhà thế là anh dùng bình xịt phòng hạ gục hắn khi hắn lơ là may mắn là chúng không tìm ra chiếc điện thoại vì bà Hudson đã kịp giấu nó đi sự cố này khiến cho Sherlock bình tĩnh lại thậm chí còn nhắn chúc mừng năm mới cho Irene những ngày sau, Sherlock tiếp tục tìm cách mở khóa chiếc điện thoại Chỉ có 3 lần thử và anh còn hai. Rồi một bất ngờ ập đến, Irene xuất hiện trong phòng ngủ của Sherlock Cô ta giải thích chuyện biến mất là để trốn khỏi những kẻ săn đuổi Bây giờ thì an toàn rồi, nên là quay lại đòi chiếc điện thoại Răng co một hồi thì Sherlock đồng ý đưa ra Cơ mà đấy chỉ là cái bẫy điện thoại giả Và Sherlock đã có được mật khẩu vừa được nhập nhưng khi nhập vào chiếc máy thật thì máy lại báo sai Đúng là cuộc đấu trí của hai kẻ não to Thế là anh đành phải đưa chiếc thật ra Irene mở máy, lôi ra một đoạn mật mã Khích tướng bộ não thiên tài giải được nó Thế là với 7 giây quan sát Sherlock nhận ra mã này nói đến chuyến bay 747 cất cánh ngày mai Chuỗi mật mã là vị trí ghế ngồi Từ số lượng chữ gái tương ứng hàng ghế Có thể suy ra độ lớn máy bay dựa vào cách đánh số hiệu cùng ghế 13 xuất hiện thì loại trừ dần được các hãng hàng không kết hợp với thông tin các chuyến bay trong nước thì có thể suy luận được kết quả nhưng đột nhiên số 007 của chuyến bay làm Watson nhớ đến câu nói của Mycroft Bonnet is go mà không chú ý đến Irene đang lén gửi đi thông tin đoạn mã đến cho Moriarty hắn lập tức gửi một tin nhắn đến Mycroft khiến cho ông bỗng chốc suy sụp rốt cục chuyện gì đang xảy ra vài giờ đồng hồ sau Sherlock chợt tỉnh lại khỏi cơn suy luận và có vẻ là đã nhận ra điều bí ẩn phía sau căn phòng giờ chỉ còn lại Irene cô ta tiến đến ve vãn tay của Sherlock. Đường lúc lãng mạn thì người của Mycroft đến, đưa anh đến một chiếc máy bay. Tên cầm đầu bọn Mỹ đứng đón ở phía dưới cầu thang. Sherlock bình tĩnh bước vào trong máy bay, nhưng thứ làm anh bất ngờ chính là tất cả hành khách đều là thi thể. Mycroft đúng lúc xuất hiện từ khoang lái, giải thích rằng chính phủ anh biết kế hoạch đánh bom của khủng bố nên đã tạo ra chuyến bay chết để đánh lừa chúng. Chính Sherlock đã chạm đến rìa câu chuyện bằng những người đến báo án rằng người thân đã mất của họ đã bị đánh cháo. Hai chính vụ án người đàn ông ở chuyến bay đánh bom xuất hiện trên chiếc ô tô chính là do sai sót của dự án này nhưng tất cả đã bị lộ ra vì Sherlock đã phá giải mật mã và đưa nó cho kẻ nguy hiểm nhất, The Woman, Irene. Cô ta đã trở thành kẻ chiến thắng, chiếc điện thoại chứng tỏ giá trị của nó đủ để Irene ra điều kiện với cả nước Anh, mà chiếc điện thoại đủ an toàn. Có mật mã đến cả Sherlock Holmes cũng không đoán ra, bên trong thì có chứa bom để tránh bị mở ra bằng bạo lực. Dù có bắt Irene khai mật mã, cô ta cũng có thể khai ra mật khẩu kích hoạt bom. Ván cờ này Irene gần như thắng chắc, đấy là nhờ sự giúp đỡ của Moriarty để chiến thắng anh em nhà Holmes nhưng không ai đái hai lần trên một dòng sông. Sherlock sau một khoảng thời gian im lặng đã nắm được điểm yếu duy nhất của Irene. Đấy là cô ta thực sự thích anh. Cái lúc Irene về vãn tay của Sherlock, anh đã bắt mạch và thấy nó đập nhanh hơn. Thế thì mật mã bốn chữ của chiếc điện thoại chính là I am Sherlock và trò chơi kết thúc. Sherlock bỏ đi, mặc cho Irene cầu xin. Một thời gian sau, Mycroft hẹn gặp Watson. Để nhờ nói dối với Sherlock rằng Irene đã an toàn bên Mỹ, dù sự thật là cô ta đã chết trong tay một nhóm khủng bố. Và Watson đã chọn cái kết đẹp để nói cho Sherlock, nhưng mà không ai biết. Ngày Irene bị xử tử, Sherlock đã ở đó để giải cứu cho The Woman. Sau khi phải đấu trí, đấu cả tình cảm với Irene, cùng bàn tay của Moriarty đứng sau, Sherlock lại quay về với cái máng lợn nhàm chán, tìm kiếm sự kích thích cho bộ não. Phương thức dễ nhất là đạt đức tin vào các Nico, tức là nicotine, đến mức bà Hudson và Watson phải giấu thuốc đi sau khi Sherlock có dấu hiệu nhập hộ những bát hương di động. Một bộ óc lớn bây giờ chỉ để trả lời mail tìm thỏ phát sáng Bluebell của một cô bé, nhưng rồi một vụ án thú vị cũng tìm đến anh. Thân chủ lần này tên là Henry, hơn chục năm trước, bố anh đã bị một con chó săn xé xác tại thung lũng Dewar tại quê nhà Dartmoor. Vấn đề là con chó đó to đùng da đen mắt đỏ nghe như kiểu mô tả con rồng của Jonoji Henry nghi ngờ nó đến từ Baskerville một trung tâm nghiên cứu của chính phủ đặt ở Dartmoor sau 20 năm anh quay về lại quê hương và một lần nữa tìm được những dấu chân khổng lồ nghe đến đây thì sherlock định từ chối nhận định rằng đây chỉ là henry tưởng tượng ra vì sốc trước cái chết của ông bố nhưng khi anh ta dùng từ hound để gọi con chó săn một từ mà thường không ai dùng cả sherlock thấy có gì đó bất thường nên là đã quay xe tiếp nhận vụ án anh cùng watson lái xe về dartmoor và nhanh chóng tìm được vị trí thung lũng Dewar cùng với khu Baskerville. Khu nghiên cứu được quây quanh bởi hàng rào cùng những tấm biển ghi chữ nguy hiểm chết người. Dartmoor thì đã trở thành một khu du lịch nhờ vào câu chuyện con chó da đen, thậm chí có cả hướng dẫn viên trải nghiệm săn chó. Nhóm Sherlock đi vào một nhà hàng chay trong lúc đang đặt phòng, Watson lại phát hiện một tờ hóa đơn mua thịt liền lén cầm đi. Sherlock thì tiếp cận anh chàng hướng dẫn viên để khai thác thông tin. Ban đầu thì hắn đưa ra ảnh những dấu chân, Sherlock tỏ ra không tin. Thế là hắn lôi hẳn một cái dấu chân to đùng ra. Cùng câu chuyện thằng bạn làm một bộ quốc phòng khẳng định khu Baskerville có vấn đề. Thấy mọi chuyện đều hướng thẳng đến khu nghiên cứu, Sherlock liền cùng Watson đến đó rồi trộm dùng thẻ của Minecraft để vào với tư cách thanh tra. Như thế là cả hai có 20 phút trước khi bị phát hiện, một hạ sĩ tiến đến để dẫn đường. Baskerville thực sự là một khu nghiên cứu sinh hóa, được phép thực hiện thí nghiệm lên thẳng động vật. Vừa vào họ đã gặp tiến sĩ Frankland Ông này có vẻ là tay to trong đám nghiên cứu vì là người duy nhất không làm gì. Người thứ hai họ gặp là tiến sĩ Stapleton, chính là mẹ cô bé mất con thỏ phát sáng Bluebell. Sherlock định hỏi dồn của tiến sĩ bởi vì nếu có con thỏ phát sáng thì sẽ có con chó mắt đỏ nhưng mà 20 phút đã hết Sherlock lập tức phải đi ra trước khi Mycroft phát hiện có chuyện nhưng tên thiếu tá quản lý Baskerville chặn đường họ khiến anh không kịp ra ngoài trước khi báo động đến trong lúc nguy hiểm Frankland lại xuất hiện cứu nguy ông này hóa ra làm to thật đủ quyền chức để đảm bảo cho Sherlock được ra ngoài ông giúp đỡ vì là bạn thân của bố Henry và có đọc blog của Watson để nhận ra cả hai ông ta trao đổi số điện thoại để giúp đỡ vụ của Henry rồi để cả hai đi ra ngoài địa điểm cần đến tiếp theo là nhà của Henry sau khi làm một tách cà phê để tỉnh táo anh ta bắt đầu nói về những thứ phát hiện thêm gần đây đấy là dòng chữ liberty in tự do trong cái gì đó xuất hiện trong những giấc mơ nhưng mà ngần đấy thì chưa suy thêm được cái gì cả thế nên là henry đánh dẫn đường đến thung lũng dewar để điều tra khi cả ba lần mò trong rừng watson nghe tiếng sột soạt nên dừng lại xem chó thì chẳng thấy con nào nhưng lại thấy một luồng ánh sáng chớp tắt giống như là mã Morse. Watson bèn ghi lại thông điệp vào sổ. Lúc này Sherlock đã cùng Henry đến chỗ thung lũng, mặc kệ Watson lạc lối phía sau. Vừa xuống thung lũng, Sherlock lập tức thấy những dấu chân khổng lồ khắp nơi, rồi tiếng chó hú vang lên và một cái bóng xuất hiện. Sự sợ hãi hiện ra trên khuôn mặt của Sherlock, nhưng anh lập tức phủ nhận tất cả những điều đó, mặc cho Henry khẳng định rằng cả hai đã thấy con chó. Sau khi ăn ủi cậu ta, Watson đến bên Sherlock, chờ đợi một loạt suy luận sắc sảo đến kinh ngạc như mọi ngày nhưng mà sherlock chỉ ngồi đó và run rẩy nỗi sợ đang chiếm lấy anh khiến sherlock xúc phạm tình bạn của cả hai mặc dù watson chỉ đang cố giúp đỡ anh tức giận bỏ ra ngoài chính vì thế mà lại thấy có kẻ phát mã moss watson quyết định đi tìm nguồn phát rồi thất vọng nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì hết sherlock đột nhiên nhắn tin nhờ watson tiếp cận bác sĩ tâm lý của henry nhưng cũng chưa có điểm gì đặc biệt sáng hôm sau Sherlock F5 lại tinh thần, anh tìm đến nhà của Henry, vội vàng lấy một ít đường pha cà phê rồi chạy đi tìm Watson. Cơ mà ông bạn thì vẫn dỗi vì chuyện tối qua, Sherlock bắt chuyện bằng mã Morse nhưng không được, anh đành thú nhận việc bản thân đã bị lạc lối, dù tận mắt nhìn thấy nhưng mà tâm trí lại không tin. Đột nhiên từ đoạn mã Morse, Sherlock nhận ra một khả năng, Hound có thể chỉ là một cụm từ viết tắt. Lúc đó anh nhìn thấy Lestrade, không rõ đang đi du lịch hay là do Mycroft cứ đến giám sát, nhưng tiện có một tay cảnh sát ở đây thì Watson cũng nhờ giúp đỡ ngay, điều tra cái hóa đơn thịt ở cửa hàng ăn chay trong lúc lestrade tra hỏi chủ cửa hàng Sherlock pha một ly cà phê làm lành với Watson. Hóa ra cái dấu chân trong rừng là của con chó ông chủ cửa hàng lén nuôi với mục đích là thu hút khách du lịch nhưng mà nó đã chết một tháng trước nên nhất quyết không phải là con mà Sherlock đã thấy mà anh cũng tả con chó mắt đỏ và phát sáng chứ không phải chó bình thường. Sherlock mới gọi điện cho Mycroft trao đổi để lấy 24 giờ được sử dụng Baskerville sau đó cho Watson đi khắp nơi tìm dấu hiệu các nhân viên khác đều bị chuyển đi đèn điện cũng bị tắt đi gần hết khi Watson bước vào một căn phòng đột nhiên có chiếc đèn siêu sáng được bật lên rồi đến lượt âm thanh in đầu phát ra watson muốn nhanh chóng thoát ra khỏi phòng nhưng mà chiếc thẻ ra vào bị từ chối âm thanh ánh sáng cùng lúc bị tắt đi nhưng chúng đã khiến cho mắt và tai của watson nhập nhòe một tiếng động vang lên watson liền đi kiểm tra những cái lồng nhốt một trong số chúng bị vênh lên như thể có con gì đã thoát ra đồng thời tiếng gầm gừ xuất hiện trong phòng watson lập tức trốn trong một cái lồng rồi gọi điện cầu cứu sherlock sherlock lập tức hỏi lại watson có thấy con chó hay không những gì anh thấy là một cái bóng qua tấm vải tre nhưng đấy là bóng của sherlock mặc dù không thấy tận mắt nhưng watson miêu tả con chó hệt như những gì mà sherlock bịa ra thế là cả hai đến chỗ tiến sĩ stapleton mượn dùng phòng thí nghiệm nhưng kết quả không như sherlock suy luận anh đoán là có chất gây ảo giác khiến người ta nhìn thấy con chó mà lúc ở trong rừng watson không nhìn thấy chứng tỏ có gì đó mà sherlock chạm vào mà watson thì không đấy là đường để pha cà phê ở nhà henry nhưng khi phân tích nó thì nó hoàn toàn bình thường sherlock liền đuổi watson và tiến sĩ ra ngoài đi vào lâu đài tư duy phân tích tất cả những manh mối có được đến giờ và rốt cục tất cả chúng đã liên kết lại với nhau sherlock nhờ tiến sĩ truy cập vào hệ thống thông tin của căn cứ tìm đến dự án nghiên cứu tên là hound nhưng nó cần mã truy cập của tên thiếu tá đứng đầu sherlock liền đi vào phòng riêng của hắn dựa vào những đồ dùng để đoán được tính cách sở thích rồi suy ra được mật khẩu hắn dùng thế là toàn bộ thông tin về hound được bày ra trước mắt đấy là dự án của mỹ nghiên cứu một loại thuốc mê dùng để ám thị kẻ khác khi thử nghiệm tiếp xúc kéo dài thì chủ thể trở nên hung hãn thế nên là bị đóng cửa có một kẻ nào đó đã mở lại dự án này, một kẻ đủ tuổi để tham gia dự án năm 1986 và thế là cái tên Franklin bật ra. Ông ta cũng đã sử dụng từ cell phone giống như là người Mỹ lúc trao đổi số điện thoại, chắc chắn là do thời gian nghiên cứu bên đó. Còn cụm từ Liberty Inn là viết tắt cho thị trấn Liberty tiểu bang Indiana. Đúng lúc đấy, Watson nhận được cuộc gọi từ bác sĩ tâm lý. Henry đã bước vào giai đoạn bạo lực, suýt nữa thì đã bắn bác sĩ và giờ thì đã bỏ đi. Sherlock lập tức gọi cho Lestrade rồi đi đến thung lũng Dewar, chính là nơi mà Henry đang tới. Anh muốn xóa chuỗi ám ảnh suốt 20 năm trong đầu bằng công cụ là viên đạn, nhưng Sherlock đã kịp thời đuổi đến và giải thích tất cả mọi chuyện. Hóa ra bố của Henry bị một kẻ đeo mặt nạ phòng độc giết chết. Hắn mặc chiếc áo hình con chó săn của dự án Hound. Tâm trí của cậu bé Henry đã quá sốc nên tự tưởng tượng ra một con chó khổng lồ mắt đỏ. Nó không có thật, tất cả những dấu chân phát hiện được là giả. còn lần trước cả hai nhìn thấy con chó là do đã bị đánh thuốc. đúng lúc đó thì con chó xuất hiện cùng với một kẻ đeo mặt nạ phòng độc. Sherlock chụp lấy hắn, nhìn thấy mặt của Moriarty đằng sau mặt nạ, nhưng đó lại là Frankland. Sherlock chợt nhận ra thuốc mê nằm ngay trong sương mù phủ thung lũng. đấy là lý do ông ta đeo mặt nạ. trong lúc đấy, con chó dần tiếp cận cả đám, nhưng lần này anh em mang theo súng, bắn cho nó hiện nguyên hình là một con chó bình thường. Henry mới phát điên lên Túm lấy cổ Frankland 20 năm qua anh chỉ là bức bình phong mà ông ta tạo nên Để câu chuyện con chó thành trò giễu cợt của người khác Đánh lạc hướng mọi người khỏi kế hoạch hound Không ai ngờ lúc này con chó đột nhiên trồm dậy Thế là Frankland nhân cơ hội chạy trốn Ông ta trèo ngang qua bãi đất cấm của Baskerville Và... Pum... Một quả mìn đã kết liễu đời ông ta Đến ngày hôm sau... Cả hai phát hiện con chó xuất hiện lúc cuối là của nhà hàng chay. Hóa ra là ông này nói dối. Watson thì biết thêm rằng Sherlock pha tách cà phê làm lành là để cho anh tiếp xúc với đường rồi đưa anh vào Baskerville để thí nghiệm cơm mà Watson đã nhiễm khí ga lúc nào đấy. Thế nên Sherlock đã suy luận nhầm. Cũng may là khí độc sẽ thải ra hết sau khi đi vệ sinh. Vụ án cuối cùng đã kết thúc trong êm đềm. Phim đột nhiên chuyển cảnh sang Mycroft đến gặp Moriarty trong nhà tù, nhưng hắn vẫn được thả ra. Trong phòng của hắn, cái tên Sherlock được khắc khắp bốn bức tường, dấu hiệu cho một tập phim cân não tiếp theo. Sang tập 3, trong một ngày mưa tầm tã, Watson đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh khó khăn thốt ra một điều mà tâm trí anh chối bỏ. Sherlock Holmes đã chết. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Quay trở lại 3 tháng trước, danh tiếng của Sherlock nổi lên như cồn, đến mức Watson lo lắng rằng anh quá nổi tiếng và dễ dàng gặp rắc rối với truyền thông. Trong lúc đó tại tháp London, Moriarty đã tái xuất, báo hiệu một cuộc chiến thực sự sắp đến. Hắn đi vào căn phòng trưng bày vương miện thánh, lấy điện thoại ra và lắc theo điệu nhạc. Tất nhiên là nơi này được an ninh theo dõi không góc chết. Vậy thì hắn định làm gì? moriarty giơ điện thoại lên nhấn vào biểu tượng chiếc vương miện hệ thống báo động của tháp london lập tức khởi động khách du lịch được sơ tán còn moriarty thì vượt qua bảo vệ bằng bình xịt gây mê cảnh sát lúc đó bắt đầu được điều động hắn nhấn vào biểu tượng thứ hai kết hầm ngân hàng anh được mở ra moriarty tranh thủ vết lên cửa kính bảo vệ vương miện rồi mới nhấn vào biểu tượng thứ ba toàn bộ cửa nhà tù pentonville mở ra moriarty tử tốn dính bã kẹo cao su lên kính súng đạn gắn lên đó một viên kim cương rồi đơn giản dùng bình xịt cứu hỏa đập tan cửa kính Vậy thì hắn trộm xong sẽ thoát ra thế nào? Không như nào cả, hắn chỉ ngồi đó đội vương miện như một vị vua. Trước đó thì hắn đã gửi một tin nhắn cho Sherlock. Moriarty thì đã bị bắt, mà thứ hắn để lại chỉ là dòng chữ tìm Sherlock. Vụ án trở nên nổi tiếng. Sherlock được mời đến phiên tòa xét xử Moriarty. Đây là một vụ án thế kỷ, khi những nơi an toàn nhất nước Anh bị xâm nhập trong lúc đi vệ sinh, một cô gái đến tìm Sherlock, cô ta là dạng nhà báo hạn chế ta bón toàn dân, khát khao săn được drama bổ phổi để thành kẻ nổi tiếng. Thế nên là Sherlock chưa cho cô ta sự khinh bỉ. Phiên tòa bắt đầu, Sherlock đứng ra làm chứng Moriarty có tội, nhưng mà vì anh hơi bị hậm hĩnh, quan tòa khó chịu, thế là cho anh vào tù vì xúc phạm thẩm phán. Watson phải đến để bảo lãnh anh ra. Điều kỳ lạ là Moriarty không hề bảo chữa, mà năng lực của hắn thì thừa để không phải ở tù, nghĩa là Moriarty cố tình vào tù với mục đích nào đó. Ngày hôm sau, lúc bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, tội ác của Moriarty đã rành rành, không hề có một lời bảo chữa nào, vậy mà hắn được phán vô tội. Ngay khi biết tin, Sherlock chuẩn bị một ấm trà sẵn sàng để đón tiếp đối thủ đáng sợ nhất. Moriarty tự coi mình là kẻ ác trong câu chuyện cổ tích, thứ tồn tại để tạo nên anh hùng. Về bản án vô tội, Moriarty chỉ việc đơn giản là dùng người thân để uy hiếp bộ thẩm đoàn. Bây giờ thì hắn muốn bắt đầu một trò chơi để Sherlock tìm ra mục đích cuối cùng moriarty họ đủ chờ đợi một câu trả lời nhưng sherlock tất nhiên là không biết hắn nghĩ gì hắn liền đổi chủ đề sang vụ án việc hắn vô tội không phải là điểm chính thứ quan trọng nhất là hắn nắm chìa khóa để đột nhập vào đó đúng hơn là đột nhập vào mọi thứ moriarty nắm giữ chìa khóa của thế giới này và phiên tòa cùng độ nổi tiếng của nó sẽ là đoạn tvc cho hắn nhưng mục đích của hắn thì không phải là tiền tài danh vọng mà là niềm vui nắm giữ và chiêu đùa thế giới món đồ chơi hấp dẫn nhất bây giờ chính là sherlock Hắn bỏ đi để lại câu nói ta nợ người cùng quả táo được khắc dòng chữ đó. Hai tháng sau, Mycroft bí mật tìm đến Watson, đưa đến tờ báo sắp lên vạch trần sự thật về Sherlock. Tin thứ hai quan trọng hơn, đấy là có bốn sát thủ chuyển đến sống gần số 221B. Đó có vẻ là dấu hiệu của việc Moriarty sắp trở lại. Mycroft lần này chỉ muốn nhờ Watson trông chừng Sherlock. Khi anh vừa quay về nhà, một phong thư chứa đầy vụn bánh mì được đặt trước cửa nhưng chưa kịp nói gì với Sherlock thì thanh tra Lestrade đã đến và lôi họ vào vụ án bắt cóc hai đứa con của đại sứ Mỹ. Hai đứa này ở lại trường nội trú trong kỳ nghỉ và đã biến mất. Giáo viên thì khẳng định cửa được đóng cẩn thận, không có dấu hiệu đột nhập. Tại phòng ngủ của bé gái, người ta tìm được một chiếc phong bì trong hộp tủ, bên trong là quyển truyện cổ Grimm. Tại phòng của bé trai, cậu bé đã để lại ám hiệu bằng dầu. Từ đấy tìm được dấu chân kẻ bắt cóc trên sàn. Sherlock liền lấy mảnh sàn chứa dấu giày đem đến phòng thí nghiệm chỗ Molly để phân tích. Molly là một cô khá là thích Sherlock. Nhờ cơ dầu bảo quản, tất cả dấu vết trong giày được giữ lại hoàn chỉnh từ đây biết được nơi mà kẻ bắt cóc đi lại nhiều nhất trong lúc phân tích sherlock như bình thường mà không quan tâm đến molly nhưng mà cô quyết tâm xỉa vào điểm yếu của sherlock anh rất muốn được chú ý nhất là những người thân cận như là watson nhưng lại luôn phủ nhận điều đó và đối xử vô tình với những người sẵn sàng giúp đỡ như là molly lúc này watson phát hiện ra một điều bức thư trong phòng bé gái giống hệt cái trước cửa nhà vụn bánh mì bên trong đó gợi đến một câu chuyện trong chuyện cổ của Grimm anh em hansen và gretel giải bánh mì để tìm đường về nhà mà thủ phạm chắc chắn là moriarty kẻ nhận là ác nhân trong câu chuyện cổ tích. Dựa vào những thứ tìm thấy trong đế giày, Sherlock thu gọn được vùng hoạt động của kẻ bắt cóc, rồi tìm ra một công trường bỏ hoang của khu vực đó. Thế là tìm được nơi giam giữ hai đứa bé. Họ tìm thấy một đống giấy gói kẹo có mùi thủy ngân. Moriarty đã tẩm thuốc độc vào kẹo, khiến cho hai đứa trẻ mà ăn đủ nhiều thì sẽ chết. May mà tìm thấy chúng sớm. Sherlock muốn hỏi chi tiết hai đứa, nhưng chúng thét lên sợ hãi khi thấy anh. Sherlock sốc ngang, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ để suy nghĩ. Ai ngờ tòa nhà đối diện hiện lên chữ tà nợ người, cứ như mọi hành động đều nằm trong bàn tay của Moriarty. Sherlock lập tức đi một chiếc xe taxi riêng về nhà để suy nghĩ nhưng chiếc tivi trên xe lại hiện lên mặt của Moriarty hắn kể câu chuyện về một hiệp sĩ quá tài giỏi khiến cho những hiệp sĩ khác nghi ngờ tên này dựng chuyện đúng như thế cảnh sát có người bắt đầu nghi ngờ Sherlock và chính Lestrade cũng bắt đầu lung lay nhưng Moriarty nói đó chưa phải là vấn đề cuối cùng Sherlock tức giận đòi xuống xe lúc đó mới phát hiện tài xế chính là Moriarty nhưng đã quá muộn để bắt hắn Sherlock không để ý có xe lao đến đằng sau bỗng một tay chọc lao ra cứu anh và hắn lập tức bị bắn chết đến khi Watson chạy tới anh nhận ra tay chọc này là sát thủ mà Mycroft nhắc đến. Sherlock nhận ra những kẻ này không phải đến ám sát mà là muốn thứ gì đó của anh, nên kẻ nào dám tiếp cận trước sẽ chết. Sherlock kiểm tra kết nối mạng trong phòng, nhận ra có kẻ đang quay trộm, sau đó lần theo dấu vết bụi bám trên đồ vật, tìm ra nơi giấu camera. Đúng lúc đó Lestrade đến, nhưng Sherlock từ chối đi về đồn giải trình. Ông ta đành phải tìm đến tránh thanh tra xin giấy bắt giữ. Cảnh sát ập đến bắt Sherlock, tên thanh tra cũng đi theo tỏ vẻ hợm hĩnh khi người. Thế là Watson bị bắt vì tội đánh quan triều đình. Sherlock thấy thế lên bình tĩnh nói ra một ý tưởng thông chốt anh bấm vào một bộ đàm làm nó rít lên trong tai lính triều đình xung quanh rồi cướp súng giả vờ khống chế watson chạy mất cả hai len lỏi từng hẻm nhỏ london để chạy trốn không chỉ khỏi cảnh sát mà còn khỏi những tên sát thủ Sherlock tương kế tựu kế giả vờ chịu chết để một tên phải lao ra cứu rồi bắt hắn phải khai ra thứ đang tìm kiếm Hóa ra Moriarty để lại chìa khóa cho Sherlock Khiến tất cả tội phạm tụ về đó Chưa kịp hỏi thêm thì tên này bị bắn chết Sherlock đành phải kéo Watson tiếp tục chạy trốn Manh mối bây giờ hướng lại về căn nhà số 221B Nhưng chắc chắn nơi đó đầy cảnh sát Watson lúc này mới nhớ ra tờ báo tuyên bố sẽ vạch mặt Sherlock Mà tác giả chính là cô nhà báo trong nhà vệ sinh Cả hai lập tức đến tận nhà cô ta Tra hỏi về kẻ cung cấp thông tin cho bài báo Đây chính là Moriarty Nhưng lần này hắn tự nhận là Brook, Một diễn viên nhập dư được Sherlock thuê đóng vai Moriarty Brooke này đã đưa thông tin để vạch trần Sherlock và thậm chí Brook còn có đầy đủ hồ sơ rõ ràng. Sherlock mất bình tĩnh muốn tóm hắn lại, nhưng Moriarty chuồn kịp qua cửa sổ. Bây giờ thì Sherlock hoàn toàn mắc kẹt trong kế hoạch của hắn. Bài báo chứa 7 phần cuộc đời anh cùng 3 phần dối trá, đủ để đánh lừa tất cả người đọc, thậm chí những người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ. Sherlock đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, liền bỏ đi một mình. Anh đến tìm Molly xin sự trợ giúp, còn Watson thì tìm đến Mycroft, vì biết rõ về chuyện đời của Sherlock đến thế thì chỉ có ông ta. Mycroft không chối mà kể ra sự thật. Moriarty từng bị tra khảo vì giữ chiếc chìa khóa nhưng mà vô ích, hắn không chịu khai. Thứ duy nhất hắn chấp nhận trao đổi là chuyện đời của Sherlock. Mycroft đã cố gắng cảnh báo cho Watson nhưng cũng không ngờ được chuyện đến mức này. Sau khi rõ ràng căn nguyên, Watson tìm đến phòng thí nghiệm của Molly. Sherlock đã nhận ra đường thoát ở đoạn mật mã có thể dùng nó để xóa đi thân phận của Brook, lôi Moriarty ra ánh sáng. Mấu chốt là hắn để mật mã ở đâu? Sherlock nhớ lại ngày hôm đó, nhận ra lúc hắn gõ tay vào đùi không phải là vô nghĩa. Anh lập tức lén hẹn gặp Moriarty. Đến khi trời gần sáng, Watson nhận được điện thoại báo bà Hudson đang gặp nguy hiểm. Nhưng Sherlock lại từ chối về thăm vì anh còn có cuộc hẹn quan trọng hơn, cuộc đối đầu quyết định với Moriarty. Vừa gặp nhau hắn đã nói ngay vấn đề cuối cùng mập mờ bao lâu, đấy là được sống mục đích để hắn sống là tìm ra niềm vui mà trò vui nhất mang tên sherlock thì đã bị hạ gục cơ mà sherlock đã tìm ra được đoạn mã chìa khóa có thể dùng nó để xóa đi brook lật ngược thế cờ nhưng sự thật là chả có đoạn mã nào cả nhịp gõ đùi chỉ là một bản nhạc những nơi moriarty xâm nhập vào chỉ đơn giản là do hắn đã gài tay trong từ trước sherlock bị lừa do nghĩ mọi thứ hắn làm phải thật thông minh kế hoạch của moriarty sẽ hoàn hảo nếu như sherlock tự sát trở thành thám tử lừa đảo xấu hổ mà nhảy lầu cả kế hoạch to vãi trường xong rồi cuối cùng lại hy vọng sherlock sẽ xấu hổ mà tự sát nhỉ Cringe fight. trong lúc này watson về đến nhà phát hiện bà hudson vẫn khỏe mạnh anh biết đã bị lừa nên lập tức bắt xe chạy đi sherlock lúc này đã rơi vào quẫn bách nếu anh không tự sát thì sẽ có sát thủ kết liễu watson lestrade và bà hudson ngay trước một bước đến cái chết ánh mắt sherlock chợt quay lại vẻ sắc bén anh nhận ra cơ hội sống cho tất cả sherlock lộ vẻ điên cuồng giống moriarty chính là thứ mà hắn khát khao một kẻ giống mình một thứ đồ chơi thú vị như thế moriarty sẽ ra lệnh sát thủ rút lui và tất cả sẽ được sống sót miễn là moriarty còn sống thế là hắn lập tức tự sát rốt cục thú vui của moriarty vẫn là dồn sherlock vào đường cùng đối diện với lựa chọn duy nhất sherlock từng bước tiến ra vách tường đúng lúc đó watson đi đến phía dưới và gọi điện cho anh sherlock run rẩy thú nhận là kẻ lừa đảo rồi nhảy xuống trời đất quanh watson quay cuồng trong mơ màng rồi một tay đi xe đạp va vào anh người dân bắt đầu tụ tập quanh sherlock watson cố gắng chen vào trong nhưng bị cản lại chỉ kịp bắt mạch xác nhận là người bạn đã chết lúc ấy sát thủ cũng đã rút lui hết và sherlock chỉ còn là cái tên bị bêu diếu trên các mặt báo 18 tháng sau watson vẫn chưa vượt qua cú sốc và một ngày anh cùng bà hudson ra thăm mộ đến lúc này anh mới nói ra được lời từ biệt thực sự với người bạn cơ mà ngay ở gần đó sherlock bằng xương bằng thịt đứng nhìn tất cả và series phim sẽ kết thúc ở đây làm sao mà sherlock có thể sống sót được tất cả sẽ được bật mí trong mùa sau đây là vịt xin chào và hẹn gặp lại